chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món thịt gà kho xả ớt. Thì các bạn chuẩn bị cho mình thịt gà, mình mua thịt gà là gà ta là ngon nhá. Các bạn về chặt khúc vừa ăn nhá. Vậy là các bạn chuẩn bị cho mình xả băm, ớt băm và hành tỏi băm nhỏ nhá. Thì chúng ta bắt đầu vào việc thì thịt gà mình ướp cái thịt gà này, mình cho một ít xả vào, một ít ớt vào và cho một ít hành tỏi băm vào. Mời các bạn nhá. Cho khoảng một thìa đường vào nhé, để đường, một thìa bột ngọt, hạt nêm và một xíu nước mắm. Một xíu nước mắm nhé. Thịt gà, các mình có thịt gà lên với các bạn này, trộn đều, đào đều cho thịt gà ngấm gia vị. Các bạn trộn đều nhé, trộn đều cho nó ngấm gia vị. Bạn để ướp trong vòng khoảng tầm 15 đến 20 phút nhé. Rồi qua đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái son để mình phi hành tỏi thơm lên. Các bạn cho ra, bật ra lên cho mình nổ ra xíu. Cho nhỏ ra, các bạn ít gió ăn vào. Bạn chờ cho dầu nóng lên để cho hành tỏi đi thức vào nhé. Xả vào. Ơ thì các bạn giữ lại chiên cho xem vào sau. Các bạn cho ít đường vào, cho một chút khoảng một thìa đường vào để mình làm nước màu nhé. Đường này nó sẽ chảy nước, chảy ra là vàng lên, mình để làm nước làm màu cho thịt gà. Đào đều vào, xả tắm lên, xả thêm vào đây, xả tắm. Mình đào cho nó vàng lên nhé, sau đó cho thịt gà vào. Bạn cho ngồi vừa lại, đảo đường. Đảo lên thịt gà nó sắp nhảy nhé.
không đặt tên thử ra nó xanh lại chứ đẹp đẹp không. Thì cá sẽ lại mình cho một ít nước vào. Và nước vào mình cho mình đọc gà nó chín nhé. Và cho mình à, thêm một ít khoảng tầm nửa thìa bột ngọt nữa. Một siêu đường. Thêm ít nước mắm. Một tấm tấm nữa. Và các bạn đã ít một bộ ớt muối. Bạn cho một thêm muối vào cho nó đầm thịt gà lên cho đầm đà vậy ăn ăn một cơm nhé. Bằng đảo đều rồi cho gà to lên mình đảo sôi 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 trong vòng 10-15 phút cho nó ngấm gia vị. Bạn dậy kêu vào rồi chúng ta đẩy vung lại cho nó thịt gà ngâm không gia vị nhớ không. Bạn cho gà to lên đun cho nó sôi nhé. Trời xíu mình cho ớt vào sau để ớt cho vào lúc đầu nên nó sẽ ngấm vào rất là cay. Mình cho ớt vào. Các bạn ạ, ớt thì ăn tùy sở thích nhé, các bạn ăn ớt nhiều thì cho nhiều, mà ăn ớt thì cho ít nhé. Bạn đó, không nói cho nó làm bớt cho ngấm gia vị vào thịt gà đó. Bạn nhìn thấy gà nó ngâm sả ớt xanh lại rất là thơm. Rất thơm nhá. Mùi thế nào? Nó thơm mùi sả với hành tỏi phi thơm ấy, rất là thơm nhá.
rồi, bắt đầu chúng mình múc thịt gà ra tô nào. Bạn chờ mình múc xem mình được thịt gà tô nhá. Nó kho này mình có thể chan cơm ăn á, ta tận béo và ngon nhé. Xong món thịt gà kho sả ớt của mình, các bạn xem như thế nào, ngon không? Rồi ngon nhá, mình ngửi xem nào. Rất là thơm. Xong rồi, như vậy là món thịt gà kho sả ớt của mình hôm nay đã làm xong. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và làm theo cách của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và để mình làm video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bye bye.